Hello anh em nhé, đây là cái mặt đèn của em xe rơi vào tầm khoảng 75 tuổi này. Đấy, thì toàn bộ cái mặt này đã bị ố hết nhé. Đấy, thì đang chuẩn bị phẫu thuật mổ mắt cho em này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho cái mặt này vào trong tủ nhé, để mình hấp. Hấp để làm gì? Hấp để cho nó chảy toàn bộ keo ở phần mép này ra. Đó, để mình tháo ra, mình mổ mắt cho em này. Đó, thay kiểu khi mình sẽ tháo mặt ra xong như này rồi nhé. Đây, bây giờ mình đang tháo phần bi đèn ra để mình sẽ thay bi đèn mới vào. Phần đèn bi mình đã hoàn thiện xong nhé. Đấy, thì mọi người cùng nhìn ngắm qua này, nhìn nó rất là đẹp. Như này thì mình đi vào buổi tối nó sẽ rất là đảm bảo cho anh em, an toàn hơn rất là nhiều, tăng độ sáng gấp tầm 200% luôn so với cái đèn halogen cũ nhé.